Thì bây giờ mình sẽ xào một cách bình thường ha. Ok. Rồi, thì đây là bài bình thường. 25 tháng 6 có nghĩa là 25 là số 2 trước. Đây là số 5. Tháng 6. 25 tháng 6. Chào tất cả các anh em nha. Chào mừng anh em đã trở lại trên channel của Lý Thái xem. Hôm nay là ngày 25 tháng 6. Ok. 25 tháng 6 thì mình sẽ biểu diễn cho anh em xem một cái chỗ thuật nói về ngày tháng. Bữa nay là 25 tháng 6. Ok. Rồi bữa bài bình thường ha, mình sẽ xào lên ha. Mình xào này. Dừng hộp ha. Là 2 thì số 2. 5 là số 5 nha. 5 là số 5 ha. Ok. 5. Tháng 6 là số 6, 2 5 tháng 6. Ok. Thì bây giờ mình sẽ xào một cách bình thường ha. Ok. Rồi, thì đây là bài bình thường. 25 tháng 6 có nghĩa là 25 là số 2 trước. Đây là số 5. Tháng 6. 25 tháng 6. Ok. Cái trò này rất đơn giản nha anh em. Trò này chúng ta có thể biểu diễn trước đám đông. Rất ok. Rồi. Sau đây mình sẽ đi vào hướng dẫn cho anh em về cái trò này. Thực chất luôn thì cái trò này á phải có sự sắp đặt sẵn nha anh em. Nha. Và điều đầu tiên là anh em phải biết sao bài. Nha, sao bài như thế này nè. Cầm là sao vậy nè. Như thế này. Để con cái đặt như vậy nè. Rồi lấy con cái vuốt xuống thì thôi. Sao tiền đái nè. Là ok ha. Rồi bây giờ mình set up. Bây giờ 25. Bây giờ mình sẽ tìm là dụ số 2. Ha, mình đã số 2 cái mình thêm lá nữa. Số 2 để lá này che lại nè. Tiếp tục lấy lá này che lại số 5. Lấy lá này che lại số 6. Rồi, đơn giản như thôi. Thì mỗi một lá bài chúng ta đều che mặt một lá để mình khi mình làm mình lật ngửa lên để cho người ta thấy cái lá này. Người ta nghĩ mình không có sắp đặt. Ok. Rồi bây giờ mình chỉ trẻ bài thôi. Nè, mình trẻ mình nhớ giữ những cái lá bài mình sẽ up lại là được nha. Ok. Rồi thì mình sẽ chém gió. Mình sẽ biểu diễn với ba người. Mình sẽ hỏi khán giả là hôm nay ngày mấy, tháng mấy. Thì mình ngày nào thì mình sẽ làm theo ngày đó thôi. Thì hôm nay là ngày 25 tháng 5. Bây giờ mình sẽ nói với khán giả là một khán giả chọn một số, có nghĩa là xào khán giả kêu dừng là dừng. Thì khi mình xào là mình nhớ cầm lá trên lá dưới như này. Mình rút ra được hai lá ha. Mình xào giả vài cái, cái mình đặt ngược lại đây. Rồi mình xào tiếp tục thì khán giả kêu dừng. Xào nè. Do lấy lá dưới nha. Xào nè. Khán giả kêu dừng. Bỏ xuống đây là một. Tiếp tục mình kêu một khán giả nữa thì mình giả bộ mình đưa lá này lên cho họ xem. Ok. Tiếp tục mình xem lấy lá trên lá dưới nào móc được là thì cái lá dưới này nó còn. Tiếp tục mình chỉ việc mình xào giả vài cái cái mình đặt được lại. Tiếp tục mình móc lá trên lá dưới nè. Xào đó. Rồi. Lá thứ ba cũng vậy thôi, mình cố tình cho họ xem lá này thì mình cũng vẫn xào nè. Ok. Rồi mình móc lá này nè. Tiếp tục hai lá nha. Rồi mình xào. Đặt xuống. Rồi thì phần bài này là phần bài còn lại thừa mình sẽ chảy ra cho họ nghĩ rằng là không có sắp đặt. Đó, thì bây giờ ngày 25 tháng 6. Đó, đây là cái trò này các bạn. Rất là đơn giản. Rồi, lúc đầu xem thì không thấy đơn giản, nhưng mà sau khi xem xong rồi thì nó quá đơn giản nha. Ok,